Mới đây, Dương Tuấn Kiệt và Puka cùng nhau dâng hương tổ nghề tại một địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình tham gia dâng hương, cặp đôi như hình với bóng và không rời khỏi đối phương. Dàn đồng nghiệp đều thể hiện sự hồ hởi hạnh phúc khi cả hai có thể thoải mái công khai chuyện tình cảm sau nhiều năm hẹn hò. Hiện tại trên nền tảng TikTok, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn video ghi lại khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi và không ngừng khen ngợi. Nhiều thông tin được dò dỉ cho biết cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ trong showbiz. Ca sĩ Hòa Minzy trước đó cũng đăng tải clip tập đi hát để chuẩn bị cho hôn lễ này. Không chỉ được khán giả yêu mến, Duyên Tuấn Kiệt và Puka còn được đồng nghiệp đẩy thuyền vô cùng nồng nhiệt. Trong những dịp quan trọng trong mối quan hệ tình cảm, Duyên Tuấn Kiệt và Puka đều được nhóm bạn hỗ trợ hết mình. Ngoài ra, để có màn cầu hôn đầy đáng nhớ vừa qua, nam ca sĩ đã nhờ đông đảo bạn bè đến địa điểm cầu hôn để cùng nhau chứng kiến Puka chính thức say yes với lời cầu hôn của Duyên Tuấn Kiệt sau 4 năm hẹn hò. Trường Giang từng hé lộ ngày cưới Duyên Tuấn Kiệt Puka, chuẩn ông mối mắt tay. Duyên Tuấn Kiệt Puka được biết đến là một trong những cặp đôi V-Bit được dân mạng đẩy thuyền tích cực suốt thời gian qua. Sau thời gian dài úp mở, cặp đôi chính thức thông báo hẹn hò, khiến dân tình dần dần. Puka cho biết cặp đôi đang dự định làm đám cưới cuối năm nay. Dịp sinh nhật Jin hôm nay, Puka và Duyên Tuấn Kiệt chính thức công khai chuyện hẹn hò, khẳng định bằng việc đã cầu hôn, đám cưới sẽ dự định tổ chức cuối năm nay. Trong một chương trình, Trường Giang từng tiết lộ ngày cưới của cặp đôi. Nay tổ chức giả, biết đâu tháng 11, tháng 12 này, Jin Pu tổ chức thật thì quá trời hạnh phúc luôn. Nếu ông trời xe duyên và hai đứa yêu nhau thật sự, thì đến với nhau chứ ngại gì. Duyên Tuấn Kiệt hạnh phúc thông báo, định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của Jin. Cảm ơn gia đình bạn bè luôn đồng hành cùng hai đứa. Đặc biệt cảm ơn khán giả luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa. Suốt thời gian qua, nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Một trong những lý do hai nghệ sĩ này thu hút sự chú ý của công chúng chính là việc cả hai quá đẹp đôi. Puka cho biết may mắn được bạn trai hiểu tính chất công việc nên đồng cảm. Về phần Duyên Tuấn Kiệt, anh chia sẻ, ngày xưa vạch cho mình cột mốc năm 30 tuổi sẽ lấy vợ, thế nhưng đến hiện tại thì không. Dính như Sam tại sự kiện nhưng Duyên Tuấn Kiệt và Puka từ chối nói về đám cưới. Hôm 13 tháng 9, Duyên Tuấn Kiệt và Puka cùng xuất hiện tại một sự kiện trang sức sau màn cầu hôn gây chấn động showbiz. Tại đây, Puka thu hút sự chú ý khi diện áo dài đỏ, đeo bộ trang sức trị giá hơn 180 triệu đồng. Duyên Tuấn Kiệt thì điển trai, lịch lãm với bộ vest trắng. Cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện. Sau khi công khai, Duyên Tuấn Kiệt và Puka thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau. Duyên Tuấn Kiệt thể hiện sự ga lăng như kéo ghế, mở nước cho người thương. Cặp đôi dính như Sam và dành cho nhau nhiều sự chăm sóc, cử chỉ tình tứ. Tuy nhiên, khi hỏi cặp đôi về thời gian tổ chức đám cưới thì cả hai đều khéo léo từ chối, hứa hẹn sẽ chia sẻ sau. Trước đó vài ngày, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin Duyên Tuấn Kiệt đã cầu hôn Puka. Đây là cái kết đẹp được cả dàn sao Việt và người hâm mộ ủng hộ. Bức ảnh ngọt ngào của cặp đôi thu hút gần 1 triệu lượt tương tác. Dù quen nhau nhiều năm nhưng cặp đôi không công khai cho đến khi quyết định về chung một nhà. Tuy nhiên, cả hai từng gây chú ý khi chia sẻ về mẫu người mình thích cũng như quan điểm về hôn nhân. Duyên Tuấn Kiệt tiết lộ anh thích mẫu bạn gái cá tính, chững chạc và nấu ăn ngon. Riêng Puka cho biết bản thân không suy nghĩ quá nhiều đến việc kết hôn. Đâu phải thấy người ta kết hôn là mình cũng phải kết hôn bằng được. Khi ở tuổi 27-28, tôi luôn mong muốn có một đám cưới như bao người. Hiện khi qua tuổi 30, tôi lại nghĩ rằng sao cũng được, miễn là phải vui vẻ, cô từng bày tỏ. Hậu trường chụp ảnh cưới của Puka và Duyên Tuấn Kiệt, cả showbiz hội ngộ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hậu trường lễ chụp hình cưới của Puka và Duyên Tuấn Kiệt. Theo đó, đoạn clip đăng tải hình ảnh nhiều nghệ sĩ V-Bit xuất hiện trong buổi chụp hình cưới của Puka và Duyên Tuấn Kiệt. Những cái tên thân thiết với cặp đôi như Đại Nghĩa, ST Sơn Thạch, Ghi Lê, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Huỳnh Lập, Duy Khánh xuất hiện quay quần bên cạnh chú rể Duyên Tuấn Kiệt. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều khán giả không khỏi thích thú. Một số còn bình luận vui như cả showbiz đã quy tụ trong buổi chụp ảnh cưới của Puka Duyên Tuấn Kiệt. Điều này càng khiến dân tình trông ngóng vào đám cưới của cả hai cuối năm nay. Sau bao ngày úp mở, tối mùng 6 tháng 9, nhân dịp sinh nhật lần thứ 29, Duyên Tuấn Kiệt chính thức thông báo chốt đơn Puka. Nam ca sĩ viết, định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của Jin. Cảm ơn gia đình bạn bè luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa. Trong suốt thời gian qua, nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Về phía Puka, cô xác nhận về chung một nhà với Jin Tuấn Kiệt. Đại diện nữ diễn viên chia sẻ, Puka và Jin đã quen nhau được 4 năm rồi. Dịp sinh nhật hôm nay, Puka và Jin Tuấn Kiệt chính thức công khai chuyện hẹn hò và khẳng định bằng việc đã cầu hôn, đám cưới sẽ dự định tổ chức vào cuối năm nay. Gia thế diễn viên Puka, vợ sắp cưới của Jin Tuấn Kiệt. Puka sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp, trong một gia đình khá giả, cô nàng chưa bao giờ bận tâm chuyện tiền bạc. Cô có quãng thời gian dài hạnh phúc trong sự sung túc ấm no, thậm chí là dư giả của một gia đình có điều kiện. Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 89, hiện đã 33 tuổi.
Cô sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Puka có chiều cao 1m62, là một diễn viên hài, diễn viên truyền hình, làm MC cho một số chương trình truyền hình. Puka là một diễn viên MC nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu phía Nam. Cô nổi tiếng với sự duyên dáng hài hước trên sân khấu cùng gương mặt khả ái xinh đẹp. Sống một cuộc sống trong sạch và không có scandal, ghi điểm bởi lối diễn xuất chân thực, sinh động và vui vẻ trên sân khấu. Ngoài đời, Puka có nội tâm sâu sắc, đối mặt với nhiều sóng gió. Gần đây, Puka thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ cùng nhiều ngôi sao khác như Hoài Minzy, Minh Tú, Cara Phương. Được biết đến là diễn viên hài trẻ đẹp nổi bật trên sân khấu thế giới trẻ, Puka luôn lôi cuốn khán giả bằng những vai diễn sinh động, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc của mình trong các chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Cười Xuyên Việt. Với sự lao động nghiêm túc không ngừng nghỉ, Puka trở nên hot ở làng hài phía Nam, khác hẳn với những vai diễn hoạt bát, tưng tửng, nói nhiều trên sân khấu. Ngoài đời, Puka điềm đạm và sống nội tâm. Năm 2008, Puka thi rớt Học viện Hàng không và quyết định từ Đồng Tháp lên Sài Gòn để học sân khấu điện ảnh. Puka chia sẻ, cô thần tượng nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, diễn viên Như Phúc nên quyết tâm theo đuổi con đường khó khăn này. Puka may mắn được vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, Thanh Kim Huệ chỉ điểm cho khóa đào tạo diễn viên của công ty Lasta. Tại đây, cô được học diễn từ những bậc thầy trong ngành sân khấu điện ảnh như đạo diễn Đào Bá Sơn, diễn viên Minh Nhí, Công Ninh. Nhận thấy đam mê như lửa được châm dầu, Puka nhanh chóng thi đỗ vào trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và chinh phục khán giả qua những vai diễn hài hước trên sân khấu. Nữ diễn viên bắt đầu chạm ngõ sân khấu bằng một vai diễn nhỏ trong một vở diễn Họa Hồn. Sau đó cô trở thành cái tên quen thuộc của sân khấu thế giới trẻ với hàng loạt vở diễn Đời Như Ý hay Thần Tiên Cũng Nổi Điên, vân vân. Không chỉ có lối diễn tưng tửng hài hước, Puka lấy nước mắt của khán giả qua những phân cảnh xúc động trong những vở chính kịch. Năm 2016, Puka trở thành Á quân Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, chương trình giúp cô đến gần hơn với khán giả truyền hình, trở thành một trong những nữ diễn viên hài được yêu thích trong sân khấu phía Nam. Không chỉ bó mình trong biên giới của sàn diễn sân khấu, Puka tích cực hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau. Cô tích cực xuất hiện trên phim truyền hình. Vai diễn nổi tiếng gần đây của Puka là Trinh, người em chồng lơ ngơ, ngơ ngáo nhưng cũng đầy toan tính của Công trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Puka cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh của các đạo diễn nổi tiếng như Chạy Đi Rồi Tính của Nam Sito Bảo Nhân, Về Quê Ăn Tết của Ngô Thanh Vân. Ngoài ra, nhờ tính cách hài hước, hoạt ngôn, Puka đắt show tham gia game show. Cô xuất hiện ở nhiều chương trình như Thử Thách Người Nổi Tiếng, 100 triệu một phút, vân vân. Hầu hết các chương trình mà Puka tham gia đều nhận được phản hồi tích cực cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Năm 2016, Puka đoạt giải nữ diễn viên triển vọng của giải thưởng Ngôi Sao Xanh với phim Cô Thắm Về Làng. Năm 2017 và 2019, cô được đề cử giải Mai Vàng với những vai diễn trên sân khấu hài kịch. Puka kín tiếng trong đời tư, cô từng công khai hẹn hò với người đầu tiên trong showbiz là đạo diễn Diệp Tiên. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác chương trình Cười Xuyên Việt và trở thành người yêu sau một tháng tìm hiểu. Tuy nhiên, đạo diễn Diệp Tiên khi ấy được nhiều người bàn tán là chàng trai đào hoa lăng nhăng. Thậm chí nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng nói với Puka, Diệp Tiên xài tiền khủng khiếp, lăng nhăng kinh khủng mà sao con quản được. Tuy nhiên, vượt qua những nghi ngờ bàn tán, sự chân thành của Diệp Tiên dần tạo được sự tin tưởng với Puka. Họ thường xuyên xuất hiện hạnh phúc trong những sự kiện của sân khấu. Cả hai từng có dự định tiến đến hôn nhân, nhưng vào năm 2019, Puka bất ngờ xác nhận cô và Diệp Tiên đã chia tay. Lý do chia tay sau 3 năm hẹn hò là họ không còn hòa hợp, không chung quan điểm sống và kết thúc sớm sẽ tốt hơn cho cả hai. Puka bày tỏ, dù chia tay, quá khứ vẫn là điều tốt đẹp, không ai sống cho quá khứ, người ta chỉ sống cho hiện tại và nhìn về tương lai. Và mới đây, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin Jin Tuấn Kiệt xác nhận đã cầu hôn Puka. Đây là cái kết đẹp được cả dàn sao Việt và công chúng ủng hộ. Bức ảnh ngọt ngào của cặp đôi thu hút gần 1 triệu lượt tương tác, chứng minh sức hút khủng. Ngay sau đó, Jin Tuấn Kiệt và Puka cùng lộ diện trong buổi sinh nhật thân mật của Jin Tuấn Kiệt. Lần đầu xuất hiện với cương vị mới là vợ chồng sắp cưới, Puka và Jin Tuấn Kiệt ngồi sát cạnh nhau, khuôn mặt của cặp đôi ngập tràn hạnh phúc, cùng nhau pha trò lầy lội với dàn khách mời. Những người bạn thân thiết của Puka và Jin Tuấn Kiệt như Huỳnh Lập, Chris Van, Đại Nghĩa, Anh Tú, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Huỳnh Lập đều có mặt để chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Bố mẹ Jin Tuấn Kiệt cũng xuất hiện trong dịp này. Đây là lần đầu tiên Puka công khai xuất hiện trong khung ảnh cùng bố mẹ chồng tương lai. Trước khi xác nhận cưới, Puka đã nhiều lần bị soi tham dự buổi tiệc thân mật cùng gia đình Jin Tuấn Kiệt. Có thể thấy mối quan hệ của Puka và nhà vị hôn phu rất thân thiết, gắn bó từ nhiều năm qua. Cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào cuối năm. Hy vọng đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ thành một đám cưới thế kỷ, được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan mong chờ nhất.